Hello, chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Ven Biển. Các bạn thấy không các bạn? Thấy đôi ghe nào các bạn? Chúng ta hôm nay sẽ cùng khám phá cái đôi ghe này đậu lên ụ như thế nào. Rồi, cho các bạn xem cái đôi ghe này. Nếu mà đôi ghe này đóng mới bữa nay còn á, tầm giá xuống mà bao chạy luôn thì nó khoảng tầm giá không phải là 7-8 tỷ trở lên các bạn, chứ không phải là ít đâu. Đó, ghe này rất là to. À, cái ghe giả này à, mình độ thôi chứ không phải là chính xác nha các bạn, tại vì mình không có gặp chủ ghe cho nên mình không hỏi được, mà mình có gặp chủ ghe cũng không dám hỏi nữa các bạn. Thấy các bạn thấy cái dáng ghe đau lòng không? Nó khoảng 21, hơn 21 mét gì các bạn. À, và nó ngang ghe này ngang tầm giá không phải là 6 mét rưỡi nha các bạn, 6 mét rưỡi đổ xuống à, chứ không có hơn đâu. À, còn cái chiếc ghe dây này là khoảng cỡ 19 mét, 19 mét cỡ đó, và nó ngang khoảng cỡ 6 mét. À, nhưng mà nó rất là cao nha, đây mình cũng không độ cao được nữa, cao ghê. Cái đây là hôm nay mình chỉ trải nghiệm thôi nha các bạn, chứ không mình không có có một cái ý gì khác đâu, trải nghiệm cho mọi người xem. Đây chính là đôi ghe mình theo được biết mọi người chia sẻ, đó chính là đôi ghe này đã đậu 2 năm rồi các bạn, đúng gần 2 năm đậu lên trên ụ rồi nè. Nhưng mình nghĩ nếu mà ghe mà đậu ở dưới nước thì nó đỡ hư hại hơn, còn trên ụ dễ hư hơn. Rồi chúng ta cùng phía bên này của chiếc ghe giả, người ta lúc trước khi mới đậu là những cái tấm bạc nè các bạn, đó, tấm bạc mà lục phủ đó, là người ta đóng mấy tấm bạc ở vô để giữ cái đường hèm, giữ cái gỗ, vì cái ghe chưa đăng cái keo à, mà có dán keo rồi chắc cũng bong tróc thôi. Từ từ chuẩn bị chúng ta cùng xem phần chi tiết đây này, những lỗ đinh này, đường hèm này, người ta gọi là cố gắng để giữ nắng giữ mưa, nhưng mà quan trọng là nắng nó nhiều hơn các bạn. Mưa nó ít có hư hại bằng nắng, nắng nó sẽ khô sẽ róc dễ hư hơn. Nó sẽ giữ nắng giữ mưa để cho nó giảm thiểu cái sự hư hại của nó theo thời gian, nhưng mà thời gian cũng lâu quá rồi cho nên là mấy cái tấm bạc này nó cũng mục luôn rồi. Đây, cái khúc trên này là dán keo, có lẽ là trên này đường hèm nó bự quá người ta dán keo các bạn. À, những cái chỗ dán keo mà chỗ có chỗ hông này nè là có lẽ là đường hèm nó bự cho nên người ta mới dán keo, chứ hông là người ta dán keo sẽ bao, một là bao từ trên xì hà hết ở dưới mê. À, chứ người ta ít khi mà dán ở trên đó, hoặc là người ta bao nguyên ghe luôn, đa số bên này người ta bao nguyên ghe các bạn. Đây đường hèm lâu ngày nó bị hở rồi, 2 năm chứ đâu phải ít đâu, nó mình rút nó rớt ra luôn này. Đây không phải là mình chê nha các bạn, bây giờ ghe là đậu vậy là phải bị thôi, cho dù đậu dưới nước thì những đường hèm trên phải bị rồi. À, nhưng mà nếu mà người ta mà có mua về để người ta sửa chữa thì người ta sẽ làm lại, người ta sẽ sảm lại, rồi người ta thời đại bữa nay thì sẽ dán keo, thì cái đó thì không có vấn đề gì. À, mình xin nhắc lại một lần nữa, đây không phải là cái video để mình review, để mình quảng cáo, nhưng mà nếu ai mua được cho chủ ghe này thì mình rất là hoan nghênh, rất là mừng dùm cho chủ ghe. Đây không phải là, ý là mình nói là không phải là mình quảng cáo để cho mình kiếm lợi nhuận gì trong này. Đây là mình chỉ là trải nghiệm đó các bạn, chứ không phải là mình kiếm lợi nhuận từ cái việc quảng cáo để ăn theo phần trăm đồ này kia, không có đâu nha các bạn. Không phải là mình làm cò làm gì hết. Đây là cái vè nước. Hả, cái vè nước đây hồi trước là test xi măng lên trên này. Đó, đóng đinh qua đừng chắc xi măng cho khỏi rớt này. Đinh là đinh chữ U 20. À, đinh 20 mà theo thời gian nó cũng bong tróc luôn, đến nỗi mà nó khô. Sợ nhất là nắng các bạn, ghe sợ nhất là nắng, mà không có nước dội lên là nó sẽ khô. À, nó khô nó bong luôn cái lớp xi măng ra. À, các bạn thấy biết cái gì đây không? Đây là mấy cây nấm luôn á các bạn. À, nấm mọc lên ghe luôn. À, đó, cây nấm này. Đó, các bạn thấy mấy lớp keo rồi không? Nó bong hết luôn. Nắng đến nỗi mà bong luôn keo luôn các bạn. Bong mà méo máu luôn lớp keo luôn. Thì gỗ gì còn nữa.
Mình không có biết là tại sao gây ra đậu, nhưng mà có lẽ là đa số là một cái vấn đề chính đó chính là làm ăn bị thua lỗ, rồi bạn bè rồi này kia đủ thứ thành phần. Nói chung là làm ghe bữa nay là rất là khó khó ăn lắm các bạn. Rồi bị rồi rất là nhiều chủ ghe, rồi nợ nần nhà nước chôn vốn rồi này kia. Rồi nó lỗ một chuyến, hai chuyến, ba chuyến. Bởi vì bữa nay á, thường là đôi ghe quốc tỉnh đi á, một đôi ghe đi là phải tốn là tầm giá không phải là 300-400 triệu tiền bạn rồi các bạn. Bạn mượn trước khi đi biển là bạn phải tốn 300-400, mà bữa nay trong nhà mà không có tiền á, vừa tiền dầu, tiền đá, tiền đồ ăn, tốn tầm giá phải một chuyến đi là tầm giá phải hơn 1 tỷ bạn. Hơn 1 tỷ tiền 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 á. Thì nếu mà kêu không có tiền thì làm sao mà hoạt động được, cho nên là phải đậu. Mà đậu dưới nước á, nếu mà ghe bị nước thì sẽ đè máy liên tục, thì cũng không có dầu để nổ máy. Mà đậu ở trên khô á thì nó bị như thế này. Nó nhậu bị như thế này. Đây cái đường hẹn này các bạn, hẹn mà nó to tổ chảng đó. Các bạn thấy biết thấy thấy gì kia không? Đây mới gọi là vấn đề đó, các bạn thấy không? Lâu ngày quá đến nỗi mà nó bị sập luôn các bạn, đó gãy luôn đó, gãy luôn luôn cái khúc này luôn, và gian đà chỗ đây mình nghĩ là nó sẽ gãy, nó gãy hết trong đó, sụp đến nỗi mà lá mạng lá bè rồi lá mề dưới cũng gãy hết luôn đó. Cho nên người ta với đội chỗ đây người ta giữ lại để nó sụp rớt rồi nó sẽ ngã cái ghe luôn các bạn, nguy hiểm. Ở bên Ú kia chạm đất luôn. Đây hồi nãy giờ mình đang review cho các bạn xem là cái bên chiếc ghe giả đã, bây giờ phía bên kia, bây giờ mình sẽ qua phía này để chiếc cái dây từ từ nha. Đó bên đây thì cái lớp keo các bạn, lớp keo cũng 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 bị bong ra hết luôn rồi hả. Bên đây dán keo xuống dưới đây cũng bong ra hết luôn đó. Phía phía đây nó cũng 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 bị mo lên các bạn, không biết các bạn có thể nhìn thấy được không, mình thì nhìn thấy là nó bị mo lên luôn, ngay ngay cái con rùa này để đổ cái ghe đây lên là nó bị mò lên, là nó muốn gãy luôn các bạn, theo thời gian bị mục đinh hết. Ở phía bên này có cái càng nặng hơn nữa rồi mọi người, nó gãy nó nung lên luôn rồi đó, người ta đổi cái cọc đây lại để giữ phía trước. Thấy đau lòng không các bạn, mình là người xa lạ mình cảm thấy đau lòng, mà nếu mà chú ghe đó, chắc là đứt ruột luôn các bạn. Nhìn cái đôi ghe của mình, con cưng của mình một thời để đã tạo dựng sự nghiệp của mình, mà bây giờ nằm trên khô này mà nó bị như vậy, mỗi ngày mỗi chút, cứ mỗi ngày nó bị một vấn đề lún sập hay là bị khô nứt nẻ mà mình không thể nào làm gì được thì rất là đau lòng. Cái đây thì có lẽ là do đinh đinh nó bị gãy hết các bạn, nó mỗi ngày là nó bị oxy hóa nên ở dưới nước nó đỡ hơn, thà nó nằm dưới nước là nó đỡ hơn, nhưng mà nó đã lên khô rồi thì nó sẽ oxy hóa rất là lẹ, nó bị rỉ rất là lẹ, cho nên là nó bị rớt đinh hết, bị mục gãy đinh ở trong hết, nên bị lon đóng mê vô là nó gãy hết, cho nên là nó không còn sức chịu nữa, cho nên là mới nung đà lên rồi nó mới gãy luôn cái những lá mạng. Cho mình thấy là gỗ đây vẫn còn ngon các bạn đó. Nói chung cũng có miếng hư cũng có miếng ngon, nhưng mà đa số là ngon nhiều. Bây giờ gỗ ghe đây cũng nói chung cũng đóng lâu rồi nên là ngon. Rồi cái cánh quạt to tổ bố, nếu mà mình đoán là cái cánh quạt này á là máy đây phải gọi là máy lớn, nó vẫn chắc nó cũng phải là mình không biết máy gì, máy su cũng có thể cái quạt bự được, nhưng mà đây không phải là cua minh hay là hino gì đó. Và cánh quạt này là mình đoán nó khoảng tầm giá phải 2 thước mấy á, không phải ít đâu hả, không phải hộp số không phải là 8-9 tua trở lại nhé, không phải là ít đâu nha các bạn. Đó đây cũng vậy này, cái quạt to tổ bố này ở chỗ chốt bo lái, vòi lái kia bị hở hết rồi. Dưới đây là cỏ mọc um tùm luôn rồi.
nó hở thấy cái đường hiền. Ghe này mình không có gạch chủ ghe cho nên không leo lên trên được. Dưới bây giờ mình muốn leo lên chơi nha, phải có cái thang các bạn. Ở đây là mình không thấy có cái thang nào hết. Mà nếu mà mình cột dây mình leo lên đó cũng nguy hiểm lắm. Tại vì là dây đồ nó lâu ngày, bên xe cột lâu ngày là cũng dễ bị rớt. Mà mình đứng ở dưới đây mình cũng sợ lắm nè. Đó bên xe nè, lỡ mà nó xui xẻo mà rớt xuống là có nước tiêu luôn. Còn nhìn qua cái tổng quan của cái dây thì mình cảm thấy cái dây thì nó còn ngon hơn. Nó ở dưới mê thì nó chưa bị sụp lúng. Đồng ý là nó ở trên khô thì nó bị bay lớp sơn rồi nứt nẻ mê rồi này kia, nhưng mà ở dưới thì mà còn ngon. Đem quay dưới cho bạn nó xem đó, ở dưới đó nhân trụ bên kia đó vẫn còn được đó. Chỗ đây thì nó hơi nông lên một chút xíu, bên đây với bên kia nó bị méo rồi. Ngày nay mình nói thật với các bạn, nếu mà ai mà mua gì thì sửa lại rất là nhiều, nhưng mà cái gì nó vẫn có giá của nó các bạn hả. Chứ không phải là kêu là vô dụng luôn nha các bạn. Tại vì cái gì nó cũng phải có giá trị, nó không có giá trị cao thì nó cũng có giá trị thấp. Thường những thứ mà đang làm được thì nó có giá, còn cái mà không làm được thì nó không có giá là vậy đó. Nhiều lúc có đôi ghe cũ rất là cũ nhưng mà là ta làm trúng có thể người ta sẽ bán giá cao được, nhưng mà đôi ghe mới căng luôn mà người ta làm đói thì bán cũng không ai mua, thật sự như vậy. Chứ không phải là kêu là ghe ngon mới bán giá cao. Đồng ý là cái đó cũng có một phần thôi, nhưng mà trong cái làm nghề biển này, nhất là nghề biển này, cái dáng ghe, quan trọng là cái thuộc tính của ghe và cái máy với cái quạt đồ này kia, đủ thứ thành phần. Tự nhiên cái ghe làm được là ta làm mới được hết, còn ghe làm không được á là người ta gọi là ghe khó làm á. Đây mình đang đứng từ xa để nhìn qua cái chiếc ghe này. Chiếc ghe dây á thì ở chơi nhà mình thấy nó cũng bị cũng nhiều rồi đó, cũng khô nhiều lắm rồi đó. Người ta cũng có bao bạc mà nó cũng lâu ngày quá, nó cũng mọc luôn rồi. Máy trời thì mình thấy máy trời là đời mới chứ không phải là đời cũ đâu. Đó, ghe giả thì đã hạ cảo xuống rồi. Ghe dây cũng có hai máy, có bô nhỏ nữa. Còn bô lái thì bị rớt vài miếng da. Các bạn thấy nước ở trong nó chảy ra không? Tại vì trời mưa các bạn, hôm nay trời nó mưa rồi, đọng nước ở trong rồi, đường hẻm lâu ngày nó róc rồi nó chảy ra ngoài. Đường hẻm nó hở trơn. Cánh quạt đây là cánh quạt đồng nha các bạn. Riêng cánh quạt này bữa nay là nếu mà đem đi bán ra mới thì bán ra cũ dạng cũ thì nó giá nó nửa của cái quạt mới. Nếu cái quạt đây khoảng cỡ 700 tạ thì cũng dữ lắm á. Thì cái quạt không có tiền dữ đó. Bữa nay 100 rưỡi, giống 150, 160 gì một ký đồng lận. Cho 80 một ký cua cũ đi. Thì cho 8 tạ đi. 88 64 64 triệu. 64 triệu thì hai cánh này thì nó cũng có tiền rồi các bạn. Chưa tính lắp đây nó khoảng cửa ra 120 lận các bạn, 110 mấy 120 gì lận. Riêng cái đồ đồng đồ sắt máy không mà nó cũng có tiền rồi đó. Mình chỉ giải thích một xíu nhỏ vậy thôi, chứ mọi người nhiều người kêu là ghe này đem bỏ đồ này kia là mình nghĩ là như hồi nãy mình đã nói rồi, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Ngon thì giá cao, hoặc là tốt thì giá cao, còn dở xấu thì giá thấp hơn. Nó phải có giá hay các bạn. Và mình mong rằng có ghe này sẽ có người sẽ tậu nó gì để sửa chữa làm nghề gì đó. Nói chung trên đời này thiếu gì nghề làm các bạn. Mình không phải là mình
ấy gì có một cái gọi là cái xúi dục hay là bài vẽ gì đâu nha các bạn. Mình chỉ là thuận miệng là mình nói đúng theo cái lý của nó thôi. Theo một cách trải nghiệm của thằng người thật sự thôi. Tại vì đâu ghe này mà nếu mà đóng mới thì tiền không. Nhưng mà bữa nay bỏ như vậy thật là quá uổng phí. Uổng ghê thiệt. Nếu mà ghe này mười mấy năm về trước thì chắc là đã kìa gì. Đó là tin mui của ghe giả. Ghe giả là ghe to, ghe dây là ghe bự. Ghe dây là ghe nhỏ đây. Trên đây có bộ lái đây. Bộ lái đây là theo kiểu bộ lái đời cũ. Nó sắp thẳng nè các bạn. Sắp thẳng đứng. Còn bộ lái ghe giả là bộ lái kiểu đời mới. Sắp ngang. Sắp ngang thì nó chắc hơn. Sắp thẳng đứng thì nó yếu hơn. Rồi mình nhìn xa xa thì có chiếc ghe dây kia. Mình thấy chắc là nó cũng lâu rồi các bạn. Đổ ghe đó cũng được mấy tháng rồi đó. Đậu cũng mấy tháng rồi đó. Rồi mình để chờ cái video sau mình sẽ quay chi tiết cái ghe cho các bạn coi xem. Nhưng chiếc ghe đó cũng vẫn còn ngon, nhưng không như không tàn tạ như ghe này. Trụ cảo đã hạ xuống rồi. Giờ là con lăng mũi rồi đó, nó cũng bị siêu quá rất là nhiều. Đường hẻm xỏ rồi nó cũng khô róc. Tại vì khi mà đậu dưới nước là có nước nó giữ được lớp sơ, là lớp sơ lớp chai nó nở ra được là nó không có bị róc. Người ta kêu róc có nghĩa là nó bị khô, nó bị co rút lại cái đường hềm lại, cái sơ sảm lại, và nó co rút cái miếng ván lại các bạn. Cho nên đường hềm nó bự ra. Người ta kêu gọi là róc á, và nó sẽ nước nó sẽ tràn vô ghe. Theo đường hở đó. Rồi cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Có lẽ là video này là đúng là video thật là buồn các bạn. Buồn nhất trong tất cả những video mình từng quay. Bởi vì thấy đôi ghe rất là xót xa các bạn. Rồi mong rằng mình rất là mong và xin cầu chúc đôi ghe này sẽ mau có chủ mới. Với một cái mục đích gì chăng nữa thì họ sẽ đem về và sửa chữa và làm thành một bờ ghe có thể hoạt động được, để giúp ích cho ngư dân được. Rồi tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những video lần sau. Nếu ai chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ mình nha các bạn.